Cậu ơi, cậu ơi. Cái gì đấy? Đi ăn cua ăn lát cà ri. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Ôi giời ơi. Bọn em ăn nhiều lắm, bọn nó đang phai đấy. Đi ăn đi. Hay có thịt điên à? Hả? 2 triệu một cân, 7-8 triệu một con. Mợ có biết là mợ ăn một con cua đấy bằng mợ ăn cái máy giặt không? Hả? Em có ăn được máy giặt đâu ạ. Giá trị nó tương đương đấy mợ ạ. À. Hay là mợ ăn hết một cái điều hòa đây này. Mợ cứ thử nghĩ đi. Một cái dùng bao nhiêu lâu mình ăn một cái một phát là mình phọt ra hết luôn. Hay là ăn hết cái dàn máy vi tính của cậu. Hay là mợ ăn hết cái ghế salon. Một dàn âm thanh xịn sò hay ăn hết một con quay. Xe quay. Ăn tự ý ra thì được cái gì mà ăn kinh đấy. Khiếp khủng. Mợ ơi. Hả? Xuống nhà ăn lẩu đi. Ăn lẩu gì à? Hôm nay cậu không thích cơm nước gì đâu. Đi. Lẩu bao tiền ạ? À, lẩu ếch măng cay 350-400 chứ mấy. Thế là cậu lại vừa ăn hết cái quạt à? Hả? Em ăn cái nồi cơm điện. Ồ. Ăn cái máy sấy. Em ăn cái bình siêu tốc. Ồ. Hả? Thế mợ lại đổi à? Cái lọ kem của em này, lọ kem collagen dâu tằm ý dĩ hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên này, vừa chống nắng vừa cung cấp collagen này, căng bóng, chống lão hóa. Không, cậu không ăn một bữa thì cậu không chết nha, mà em thiếu cái này là em chết luôn nha. Thôi không ăn nữa, khiếp quá, lại đổi ra thế thì bố ai dám ăn. Mỡ ơi, mỡ ơi, mỡ xuống nhà uống nước ép trái cây đi. Bao nhiêu tiền đấy cậu nhỉ? Lại hỏi tiền à? Hả? 20-25 nghìn chứ mấy. Lại uống luôn cả cái nước rửa chén này à? Hay là uống luôn cả cái nước tẩy bồn cầu? Hay là cái lọ nước lau sàn của em? Nước lau sàn thì bao tiền? Thì cũng thế thôi. Ui dồi. Còn ăn được không? Còn uống được không ạ? Thôi đi ăn cua Alaska. Đi. Khiếp khủng cái gì cũng đổi ra.